Rồi mời bạn thứ hai. Rồi mời em. Được không bạn, được không? Ok, rồi. Mời bạn. Rồi tiếp tục. Bạn nào đồng ý cho qua thì chúng ta vỗ tay nha. Mời em. Được không? Giống không? Giống không? Giống không? Rồi, ok. Em là Tấn Phát, em muốn đi từ điểm A sang điểm B. Đồng ý không? Đổ lại. Giống không anh chị? Giống những phương pháp này không? Giống cái đầu. Giống cái đầu vậy không được. Đi qua lại. Có nghĩa là 5 người chúng ta đi từ điểm A sang điểm B rồi là chúng ta có 5 phương pháp. Như vậy thì người thứ 6 là phải phương pháp thứ 6, không giống nha. Em phải đi khác. Đi khác thường. Khác thường khác, đúng rồi. Khác thường kia, giống thường kia. Đúng rồi. Anh đi 3 bước anh lộn mẹo cái. Chổng lên đi hai tay á. Lắm mê mà kiểu gì cũng được, phải đi từ điểm A sang điểm B. Giống người khác là được. Đi chẳng hãng cũng được nữa. Em muốn bò cũng được, kể cả bọn cũng được, trường qua cũng được lắm. Giang hai cái chân qua để ý. Để xe theo dây. Rồi, vỗ tay cho bạn khích lệ à. Hồ Đông muốn đi điểm A qua điểm B. Không biết không, vỗ tay. Bây giờ gợi ý nè, có rất nhiều phương pháp. Phương pháp đi theo kiểu hoa hậu có đi chưa? Chúng ta đi phương pháp đó cũng được. Em là Hồ Minh Tài, em muốn đi từ điểm A đến điểm B với phương với một không giống bất kỳ những anh chị nào đã đi qua. Mày cũng không những hay mà còn lầy nữa. Đồng ý các bạn, vỗ tay. Mình là Phạm Văn Minh, em muốn đi từ điểm A sang điểm B chỉ say. Đồng ý các bạn. Ở đây hoa hậu là người cuối cùng. Em bị bắt rồi. Ok. Rồi, như vậy là chị